Những phút giây yếu lòng. Chúng nghe cái tựa đề thích không? Những phút giây yếu lòng. Có nghĩa là nghe trong bài pháp hôm nay mình sẽ hiểu yếu lòng là gì. Yếu lòng là gì? Và những phút giây nào thì mình bị yếu lòng, và mình đã từng bị yếu lòng vì cái gì, cái hậu quả của cái sự yếu lòng, và bây giờ mình làm sao để đừng có yếu lòng nữa. Giờ thầy hỏi quý tử không? Tử có đã từng bị yếu lòng chưa? Yếu chưa? Mấy cô thì nghe mấy anh nói gì mùi mùi tai là yếu lòng. Còn mấy anh mà nghe gì thấy mấy cô khóc cái là yếu lòng. Ví dụ vậy ha. Nhưng mà mình không có hiểu cái nghĩa nhỏ như vậy, mà mình hiểu cái nghĩa rộng hơn. Cái yếu lòng ở đây là tức là mình thất bại trước một cái gì đó. Ví dụ như là khi người ta chọc mình giận, phải không? Mà mình giận lại người ta, thầy gọi đây cũng là yếu lòng. Yếu lòng tức là mình thua. Mình thua với những cái hạt giống buồn giận hơn thua trong mình đó. Mà mình thua nó, mình tu tập mà mình thua nó đó, thì gọi là yếu lòng. Cái từ yếu lòng nó rộng nghĩa lắm, lát nữa thầy sẽ định nghĩa nhiều cái nghĩa của từ yếu lòng. Nhưng mà thì trong chúng ta, trong cuộc đời của mình đó, là chắc chắn là ai cũng có những cái giây phút yếu lòng. Và có thể vì một cái giây phút yếu lòng nào đó mà mình sa ngã, mình bị cám dỗ, hoặc mình bị thất bại, phải không? Ví dụ như là lúc trước giờ mình hiền lành lắm, nhưng mà một lúc nào đó mình bị ai dụ dỗ, nghe nói mùi mùi tai, cái mình yếu lòng quá, cái mình sa ngã, cái từ đó mình bị cái cám dỗ, rồi từ đó mình làm những điều sai, nói vậy là yếu lòng. Và thường thường người ta nói là con gái á, là mấy người phụ nữ là thuộc về phái gì? Phái yếu, phải không? Còn mấy người đàn ông á, thì thuộc về phái mạnh, đúng không quý vị? Cũng tương đối phần nào thôi, đúng không? Chứ nhiều người thầy thấy mấy người con trai nhưng mà cũng yếu lắm, phải không? Và mấy người con gái có người mà mạnh mẽ lắm, thì nói chung vậy thôi. Thì tại sao người ta nói mấy cô á, là phái yếu? Là tại vì người phụ nữ thường thường người ta sống thiên về cái tình cảm nhiều hơn, thiên về cái con tim nhiều hơn, cái tình cảm nhiều hơn. Mà tình cảm dễ ướt át, dễ thay đổi, cho nên dễ yếu lòng. Còn mấy anh á thì sống bằng cái phần lý trí, cái phần trí tuệ nhiều hơn, cho nên ít bị yếu lòng hơn. Nhưng mà nói chung vậy thôi, chứ thật ra thì nhiều người con trai vẫn yếu lắm, có nhiều mấy cô cũng mạnh mẽ lắm. Nhưng mà đôi khi mình cũng nhìn lại một chút như thế này, đôi khi mấy cô mà yếu yếu một chút vậy mà đó là cho người ta thương, đúng không? Chú quý vị nhìn coi, cái cô gái nào cũng không tỏ ra mạnh mẽ hết, tự nhiên không còn được thương nữa, phải không? Cho nên đôi khi cái sự yếu đuối lại là một cái nét đẹp của mấy người phụ nữ. Nhưng mà trong cái bài hôm nay á, thì thầy nói cái yếu đuối ở đây á, nói theo cái yếu lòng ở đây á, nói theo cái nhà Phật, cái từ là cái tâm mình nó bị yếu đuối. Hiểu không? Cái tâm yếu đuối. Cái từ yếu lòng là thầy nói cho nó dễ hiểu, cho cái cuộc sống quý vị dễ hiểu. Nhưng mà nói theo cái nhà Phật á, là cái tâm yếu đuối. Thường thường á, mình có cái thân với cái tâm. Ví dụ như là cái thân của mình á, mà bệnh nè, bệnh tình rồi ốm yếu, ví dụ vậy thì mình nói là cái thân yếu đuối, phải không? Nhưng mà bây giờ mình học cái bài hôm nay để mình hiểu là cái tâm cũng bị yếu đuối nữa, chứ không phải ở cái thân không. Cái thân yếu đuối thì mình làm việc cũng không được, tu tập cũng không được, phải không? Ví dụ mà hôm nay á, quý vị về dự khóa tu, mà mình mà bệnh ở thân, cái thân mình yếu á, tu cũng được hết ngày đâu, phải không? Lên cầu thang cũng nổi, ngồi niệm Phật chút là đau lưng rồi đau chân rồi, phải không? Nói chung là cái thân mà bệnh mà nó yếu á, tu cũng được. Mà trong đó có một cái yếu nữa là cái tâm yếu, mà cái gốc ở đây là cái tâm. Có những hạng người như thế này quý vị, có người á thì cái thân mình yếu, cái tâm mình yếu luôn, có không? Cái thân nó yếu và cái tâm nó yếu luôn. Nhưng có những người cái thân thì yếu nhưng mà cái tâm mạnh mẽ lắm, phải không? Thầy chúng để ý đi, có những em bé á, nó còn nhỏ thôi, nhưng mà nó vất vả, nó mưu sinh hoặc nó chống chọi với bệnh tật. Có những đứa nhỏ thôi mà nó mạnh mẽ lắm, mà cái thân thì rất là yếu đuối. Còn hạng người thứ ba là cái thân thì rất là mạnh mẽ, nhưng mà cái tâm thì rất là yếu đuối. Quý vị thấy có những người vậy không? Có những người che đậy cái sự yếu đuối của mình bằng cách nào? Và một cái thân rất là vạm vỡ, nhưng mà khi mà đụng chuyện rồi mới biết người đó yếu, đúng không? Có những người có thân rất là mạnh nhưng mà cái tâm rất là yếu đuối. Và đó là ba cái hạng người nè. Thứ nhất nè, cái thân yếu rồi cái tâm cũng yếu luôn. Thứ hai là cái thân yếu mà cái tâm mạnh. Thứ ba là cái thân mạnh mà cái tâm yếu. Và đây là hạng người thứ tư mà mình hướng tới nè, là hạng người cái thân mình mạnh mà cái tâm mình cũng mạnh luôn. Đó là hạng người mình hướng tới.
Mà giả dụ bây giờ thầy nói cái thân mình mạnh, cái tâm mạnh, mà giờ thân mình không mạnh đi, lỡ thân có yếu đuối chút cũng được, nhưng mà cái tâm mình đừng có để yếu đuối, nghe không? Cái tâm đừng để yếu đuối. Tại vì cái yếu đuối của cái tâm mình nó sẽ giúp cho, nó làm cho mình dễ sa ngã, nó làm cho mình dễ buông xuôi, và nó làm cho mình dễ dao động lắm là chút, và mình sống không có cái lập trường. Cái yếu đuối là như vậy đó. Và mỗi người trong cuộc sống này lại có một cái sự yếu đuối khác nhau. Vì coi đúng không? Mỗi người có sự yếu đuối khác nhau, tùy người nha. Có người là gì? Có người làm gì làm đừng cho thấy nhiều tiền quá. Thấy nhiều tiền quá là bắt đầu mờ mắt rồi đó. Thấy không? Cái gì nói chứ đừng thấy để tiền. Thấy tiền là mờ mắt rồi đó. Có người thì tiền không có làm cho người đó yếu đuối, mà thấy gì? Nói về tình cảm cái là yếu đuối rồi. Đó, tùy mỗi người có một sự yếu đuối khác nhau. Có người là gì? Là rất là mạnh mẽ trong mọi cái hết đó. Nhưng mà đừng có ai nói sốc gì đó ha. Nói sốc cái là bắt đầu là yếu đuối rồi, bực bội khó chịu rồi đó. Rồi có người là gì? Có người là bị người ta phản bội cái là không thể nào chịu nổi hết. Có nghĩa là tùy trong mỗi chúng ta. Quý vị cứ xét lại trong tâm mình có phải không? Là mỗi con người mình á, mình có một cái sự yếu đuối ở một cái khía cạnh nào đó khác nhau. Và chính cái sự yếu đuối này nó đã làm cho chúng ta nhiều lần không có vượt qua được những cái rào cản cũng như cái thử thách trong cuộc đời. Và cũng từ cái sự yếu đuối này mà chúng ta thất bại rất nhiều lần trong đời, có phải không? Đó, thì trong cái bài pháp hôm nay, cái phần cuối á, thầy sẽ đưa ra một vài cái phương pháp để cho từ nay cái tâm của quý vị trở nên có cái sự mạnh mẽ hơn. Và bây giờ mình đặt lại câu hỏi nè. Tại sao nha, tại sao con người mình lại dễ yếu đuối như vậy? Đúng không? Gần như ai cũng có yếu đuối hết. Thì mình đặt lại câu hỏi nè, tại sao mình lại có cái sự yếu đuối như vậy? Đây thưa quý vị, gợi ý cho quý vị thấy nè. Khi mình sinh ra đời này á, có phải là mình sinh ra cùng với cái nghiệp của mình không? Đúng không? Cùng với cái nghiệp. Mà thường thường á, thì cái ác nghiệp nhiều hơn cái thiện nghiệp, đúng không? Cái ác nghiệp. Thứ hai là cái gì? Là cái với cái thân phận con người của mình đây á, mình có cái phần bản năng và có cái phần lý trí. Nhưng mà cái phần bản năng nó nhiều hơn cái phần lý trí. Quý vị coi có phải không? Bản năng là cái gì? Là những cái mình không học mà nó vẫn có, gọi là cái bản năng. Ví dụ như mình ăn nè, ngủ nè, buồn, giận, tham, sân, si nè, cái đó là mình có học ai không? Học. Nhưng mà tự nó có từ lúc cha mẹ mình sinh ra. Vậy thì trong con người của mình á, nó có cái phần bản năng và cái phần lý trí. Và nếu như mình không biết tu á, thì đa phần chúng ta sẽ sống bằng cái phần bản năng nhiều hơn cái phần lý trí. Vì vậy đó, cái phần bản năng là cái phần không dạy mà mình vẫn có. Và rất nhiều lần á, mình thu cái bản năng của mình. Mà bản năng đây là cái gì? Là cái tham, sân, si, buồn, giận, ham ăn, ham ngủ, ham mặc đẹp, ví dụ vậy đó. Đó là những cái mà ai trong chúng ta cũng có. Mà cái bản năng thì lại rất khó để mà có thể chuyển đổi được nó. Cho nên là mình sinh ra cùng với cái bản năng đó. Cho nên cái quãng đường mà ta tu của quý Phật tử biết không? Là cả một cái sự khó khăn vô cùng. Quý vị nhớ vậy nha. Đừng ai nói dạ con ráng tu kiếp này con thành Phật. Đâu mà dễ vậy? Thành Phật đâu mà dễ. Con ráng tu hết kiếp này, phải không? Rồi kiếp sau con thành Phật luôn. Trời ơi nói mà dễ quá. Quý vị biết Đức Phật của mình muốn thành Phật, Ngài trải vô số kiếp rồi nha, mà hành Bồ Tát Đạo, vô số những công hạnh, vô số những cái phước đức Ngài tạo, cho nên Ngài mới có thể thành Phật. Cái kiếp mà Ngài, kiếp cuối cùng của Ngài là cái kiếp cuối cùng thôi. Chúng hiểu không? Chứ không phải mà một kiếp mà Ngài thành Phật đâu. Cho nên bây giờ chúng ta tu là để làm gì? Là từng ngày á, ta tập làm chủ tâm mình. Từng ngày ta vun trồng cái cội phước. Và từng ngày á, cái trí tuệ của mình nó càng sáng hơn. Để mình chuyển hóa những tham sân si phiền muộn trong tâm mình. Thì mỗi ngày như vậy tâm mình nó sáng hơn. Thì lúc đó mình mới từ từ con đường tu của mình đó, nó mới tiến được, đúng không? Nên khó lắm. Mà muốn đi được con đường đó thì mình bắt đầu phải đối diện với cái bản năng của mình. Đây là điều ta phải chấp nhận thôi. Đến giờ ngủ phải ngủ. Trưa nay ai mà không ngủ á, là chiều nay ngồi nghe pháp là gục rồi đó, phải không? Và bắt đầu có những chiến sĩ phải gục ngã trên chiến trường trong buổi pháp thoại hôm nay đó. Bắt đầu muốn gục rồi đó, phải không? Hồi trưa nay mà không ăn thử một cái coi, là bắt đầu là ngồi đây là nghe pháp không nổi rồi, phải không? Mà sơ hở một cái mình không khéo tu một cái là bị cái tham, cái sân, cái si nó chi phối mình liền. Phải sợ cho tu khó vậy. Rồi thứ hai là sở dĩ mà mình có những giây phút yếu lòng á, là ở đây có những người mà từ nhỏ sung sướng quá, được nuông chiều, nhất là nhà mình giàu có đó.
cha mẹ mình mà nuông chiều, nhất mấy cái đứa trẻ trẻ được cha mẹ nó nuông chiều quá, khi mà nó ra đời gặp mấy chuyện thường thường thử thách là thất bại, phải không? Nó yếu lòng nó thất bại liền, tại vì lâu nay được nuông chiều quen cái thói đó rồi, ra gặp thất bại cái là coi như là buông lòng liền, thua. Với sở dĩ mà mình dễ yếu lòng, dễ yếu đuối là do mình không có tu tập. Cái này là cái gốc, do mình không có tu, trong tâm mình không có sự định tĩnh, cho nên là mình dễ chạy theo những cái bên ngoài. Và khi mà đụng chuyện một cái á, là mình làm cho mình rất là sợ hãi, phải không? Đau khổ, bất an, lo lắng, sợ hãi. Cho nên ngoài những cái lý do đó, đó là bản năng nè, rồi mình được nuông chiều quá nè, rồi mình chưa có cơ hội thực tập nè, những cái đó nó làm cho mình dễ yếu đuối, đúng không? Thì bây giờ quý vị cùng định nghĩa với thầy coi, chúng ta nói rõ hơn cái từ yếu đuối hay là cái từ yếu lòng ở đây có nghĩa là gì. Giờ thầy nói yếu đuối là cái trạng thái tâm mình đó, nó không có cái sức mạnh. Nó dễ hiểu vậy đó. Yếu đuối hay yếu lòng ở đây là cái trạng thái, cái tâm của mình đó, nó không có cái sức mạnh. Mà cái sức mạnh ở đây là cái sự định tĩnh. Thầy chúng hiểu không? Sự định tĩnh, nói chung là tâm mình không có cái định lực đó, thì như vậy gọi là yếu đuối, như vậy gọi là yếu lòng. Ví dụ như bây giờ thân của mình á yếu đuối thì mình gọi là cái thân yếu đuối. Mà cái tâm yếu đuối ở đây tức là tâm mình không có cái sự định tĩnh, tâm mình không có cái định lực thì gọi là yếu đuối, yếu lòng. Cái thứ hai, cái người mà không có cái lập trường cũng là người dễ yếu đuối, dễ yếu lòng nha. Nói dễ hiểu là ông bà ta hay nói cái người gì đây chúng biết không? Cái người là gió theo hướng nào á thì ngã theo hướng đó. Chúng hiểu không? Gió theo hướng nào ngã theo hướng đó có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là mình không có một cái lập trường. Ví dụ bây giờ hôm nay mình vô chùa mình tu, nghe quý thầy quý sư cô nói thôi nghe con làm đệ tử Phật á là cái phước đức trong cuộc đời của con đó, rồi con ráng bố thí cúng dường làm phước tu tập, một kiếp người mong manh lắm, ráng mà tranh thủ mà tu tập gieo bò phước đức. Dạ con nghe quý thầy quý cô. Cái bữa nào đi ra không tu xong rồi đó, cái đi về cái gặp nhóm bạn ở đâu, trời ơi chị vô chùa tu chi cực khổ vậy, đừng có tu một chi chứ ăn uống chi cực khổ vậy, thế ăn chay nè. Chị nghĩ coi mình sống bao nhiêu năm, có 60 năm, 70-80 năm đi, hoặc lớn hơn 70-80 năm rồi chết rồi, tại sao không lo hưởng thụ ăn chơi đi, cực khổ vô chùa làm gì? Tự nhiên vô chùa làm gì ta, rồi vô chùa phải bố thí cúng dường làm phước, rồi để nghe pháp ông thầy cũng bắt ngồi yên nghe, ngủ cũng không dám ngủ ngại đúng không, đến giờ thì muốn ngủ thêm không ngủ được nữa. Mà tại sao mà mình lại cực khổ vậy? Thôi giờ mình có tiền mà đi hưởng thụ đi cho khỏe cái thân mình đúng không? Buồn, không có cái lập trường. Rồi bây giờ làm đệ tử Phật quy y rồi, bữa nào nói chị quy y Phật làm gì? Em chỉ cho chị có quy y nè. Chị quy y thì theo em. Chị bỏ quy y Phật đi, chị theo em. Em chỉ cho chị tu theo cái này nhanh lắm, là chị nhanh lên cõi trời, là nhanh lên thiên đàng đó. Cái mình chưa hiểu gì về Phật pháp, nghe nó lên cõi trời thích quá, mình bỏ Phật, con xin Phật hoan hỷ cho con xin bỏ ngài, con đi theo cái bên kia dễ cho con lên thiên đàng nhanh hơn. Tôi nói ví dụ vậy. Cái nói vậy thì cái yếu lòng ở đây là gì? Là mình không có cái lập trường, nhớ chưa? Cho nên á, cái Phật tử mình phải mỗi ngày nghe pháp, là tâm mình á cái niềm tin về Phật pháp càng ngày phải càng kiên định, càng ngày phải càng vững chãi nha. Có nhiều người nghe nói nè, là hỏi thầy, thưa thầy, giờ con hết ăn chay rồi. Lúc trước là thầy khuyến khích ăn chay trường, cái xong dạo này gặp nó, thưa thầy con hết ăn chay rồi. Hỏi sao hết ăn chay? Thì con về quê sống với con nuôi ba má con. Cái mấy người ta đồn như vậy nè, ai mà ăn chay á là không có lấy chồng được. Con sợ sau này sống mình buồn quá, nói thôi con sợ không lấy chồng được cho nên con bỏ không ăn chay nữa. Nói trời ơi, nghe đâu cái tin gì kỳ vậy, ăn chay trường không lấy chồng được. Quý vị có nghe mấy tin này không? Rồi có người, dạ thưa thầy là hai vợ chồng con ăn chay, nhưng mà có người ta nói là ăn chay á thì không có sinh em bé được, cho nên tụi con sợ quá, thôi giờ tụi con ngã mặn lại rồi. Đâu ra mấy cái tin đó. Rồi có nhiều người nói ăn chay là ốm yếu, không dám ốm yếu đâu. Chúng thấy nhiều người ăn chay có mập khỏe mạnh không? Khỏe. Thầy mà ăn chay ốm là do thầy ít ăn nha. Thầy dạy thầy ốm quá là cũng làm cho mấy vị ăn chay cũng nhìn thấy cũng ngán ngán không muốn ăn phải không? Có một lần thấy cái vị đó ăn chay,
chú biết ăn còn da bọc xương. Có thể hỏi là ủa sao cô ốm vậy? Nói dạ con ăn chay con ốm. Cô đừng nói vậy nha, nói vậy đụng chạm đến mấy người ăn chay trường chân chính. Ăn chay đâu phải ốm vậy. Chú biết cậu ăn chay ăn sao không? Ăn đó là rau muống chấm nước tương, ngày qua ngày rau muống chấm nước tương. Hỏi sao không ốm? Đây lỡ ta nói nha, lỡ mấy người mà phát tâm ăn chay á, mà gặp cổ dậy xong cái hết muốn ăn chay luôn, đúng không? Nói vui vui là cô mà ăn chay ốm như vậy là cô xúc phạm với những người ăn chay trường chân chính đó nghe chưa. Ăn lại cho đàng hoàng. Nên quý vị thấy không, cái thầy hỏi cổ vậy, cô nói là thầy ơi cái thân mạng con người mình vô thường, thầy sống chết có nghiệp hết, thế nên giờ con ăn chay nên nghiệp hết thì con đi, con không dám nghiệp hết đâu. Nghiệp chưa có hết mà do cô không có chăm sóc sức khỏe của cô, cô chết trước cái nghiệp của mình. Chú hiểu không? Cái đó gọi là chết gì? Chết ngang trên mặt đất kỳ tử đó. Hiểu chưa? Có những cái chết không phải là do hết nghiệp đâu, mà do gì? Do mình ẩu tả, do mình buông lung, do mình không chăm sóc sức khỏe của mình mà chết như vậy gọi là chết ngang, chết oan. Nói theo kinh Dược Sư là chết gì? Chết hoạn tử. Thầy có giảng cái bài chết oan rồi, với lại bốn nguyên nhân dẫn đến cái chết. Vì nghe để thấy là có những cái chết trong cuộc đời mình không phải là hết nghiệp, không phải là hết tuổi thọ, mà do gì? Do mình không có biết chăm sóc sức khỏe của mình, đúng không? Ví dụ bây giờ thầy nói là xe đang chạy ngoài đường rồi đó, bây giờ mình ra mình đứng giữa đường giang tay, phải không? Vừa rồi có mấy anh thử sức với xe lửa coi ai mạnh hơn á, ngáo đá hút không? Chúng biết là phê ma túy đá rồi là chúng biết ảo tài hứng, thấy xe lửa chạy tới đứng cản với xe lửa coi cái sức mạnh ai hơn. Chúng nghĩ ai hơn? Ảo tưởng sức mạnh. Có khi mà bị ngáo đá đâu nghĩ được đâu, phải không? Rồi có mấy người ngáo đá xong rồi chúng biết không, lên cái tầng mười mấy hai chục ở trên đó, ngồi dưới cái lan can sân thượng mà ngồi đu đưa cái chân như thế nào. Trời ơi, gặp mình mà cái mình hết hồn chắc mình chết luôn, phải không? Ngồi đu đưa chơi đó. Có nhiều người đu đu với cái cạnh vậy đó, rớt xuống một cái chắc nát thân liền, mà người ta đâu có sợ. Tại vì sao? Lúc đó cái não bộ ta không còn làm chủ được, ảo tưởng rồi. Có nhiều người cái bị phê ma tí cái xong thấy người ta cứ tưởng cầm dao đánh mình, nhưng người ta đâu có đánh mình, đừng sợ có đại đánh lại giết người ta. Khi mà tỉnh thuốc ra là mình mới thấy đó là mình đã tạo xong một cái ác nghiệp nào đó rồi. Nên là chúng thấy không, có những cái chết á không phải là do cái nghiệp của mình hoặc là cái tuổi thọ của mình nó hết, mà do mình không biết chăm sóc mình, đúng không? Không biết chăm sóc cái thân của mình. Vậy thì mình mới thấy nè, có những cái người yếu đuối, có những cái người yếu lòng là cái gì? Là mình không có cái lập trường. Hôm nay thầy muốn nhấn cho Phật tử cái điểm này. Mình là người con Phật, mình đã xác định là đạo Phật á là dạy cho mình tốt hơn, phải không? Dạy cho mình một đời sống bình an hơn. Và một khi mà mình đã quỳ dưới chân Phật, mình làm đệ tử Ngài rồi, thì quý vị phải nhớ đây là cái gì ạ? Đây là như là một cái lời nguyện ước của mình, thệ nguyện của mình. Dù cho con có khổ đau cỡ nào, dù cho cuộc đời có xô đẩy, có đẩy đưa ra con đến cái mức nào đi nữa, không bao giờ con bỏ Phật. Vì phải nhớ vậy nha. Thật ra thì có ai ép quý vị vào chùa quy y không? Không. Khi quý vị hiểu thì mới quy y, đúng không? Không ai ép hết. Nhưng mà thầy muốn nhấn mạnh cho quý vị thấy tầm, một khi mình được làm đệ tử Phật rồi, được con của Phật rồi, quý vị phải thấy đó là một cái phước báu cho cuộc đời của mình. Mình phải có cái lập trường. Giả dụ một lúc ai đó có nói mình cái gì đi nữa, mình cũng nguyện không bao giờ bỏ Phật. Ai nói có mấy câu cái nghe cái rồi nghe mùi mùi tai cái bỏ Phật là không có lập trường. Ông bà ta nói cái câu gì, dù ai nói ngã nói nghiêng không, lòng ta vẫn vững như kiền bà chừng, không? Giờ có cỡ nào đi nữa thì mình vẫn là đệ tử Phật. Và trong cuộc đời của ta là ta sẽ mãi mãi đi tìm. Và quý vị đã tìm được rồi đó. Mình đi tìm cái gì? Mình đi tìm một cái tôn giáo, mình đi tìm một cái đạo nào đó mà mình cho là số 1, đúng không? Tại vì nếu mà cái là số 2 mình sẽ không theo. Nếu mình biết cái đó là số 2 mình sẽ không theo. Mình đi tìm cái số 1 mà chúng ta có may mắn đó, ta tìm đến được đạo Phật. Nếu mà có ai hỏi thầy như thế này, theo thầy á thì thầy thấy là trong các đạo thầy thấy đạo nào là thầy tin tưởng nhất và nó dễ hiểu là số 1 trong tim thầy, thì thầy sẽ trả lời là đạo Phật. Tại sao? Nếu mà thầy cho đạo Phật là số 2 thì thầy sẽ không theo Phật, đúng không?
Nếu mà thầy còn cho Phật là số 2 thì sẽ không theo Phật. Nhưng mà mình phải hiểu vậy nè. Cái số 1 ở đây là nghĩa là cái gì? Là ít nhất với những cái khả năng hiểu biết của mình, mình theo Phật, mình thấy tâm mình được bình an, mình được học những cái điều hay, cuộc đời mình sống có ý nghĩa hơn, mình bớt ích kỷ hơn, bớt nhỏ nhen hơn, bớt buồn giận hơn. Và cái này không ai ép mình hết á. Tự mình giác ngộ, tự mình hiểu. Nên là chúng thấy không? Cho nên cả cuộc đời của mình là đi tìm cái gì đó mà mình cho rằng là cao đẹp nhất trong đời để mình nương theo mình học. Và thầy chọn Phật Pháp. Vì thầy chọn Phật Pháp là thấy cái gì đó đẹp nhất trong đời thầy mới theo. Nếu bây giờ thầy thấy có một cái gì đó đẹp hơn cả đạo Phật nữa thì thầy sẽ bỏ Phật, thầy đi theo cái khác. Nhưng mà thầy càng học hỏi, tu tập, nghiên cứu và ứng dụng thì thầy thấy đạo Phật và những lời Phật dạy cho mình là cái gì đó cao đẹp nhất trong cuộc đời này, nên thầy mới theo Phật. Không hiểu không? Mà theo Phật có hay cái đây nè. Trong nhà Phật có ai ép quý vị vào chùa không? Không. Có ai ép quý vị vi y không? Không. Có ai ép quý vị làm điều tốt không? Không. Chỉ có cái gì? Chỉ có khuyến khích thôi. Vì thấy đúng không? Thầy hôm nay thầy giảng cho quý vị cũng vậy. Thầy cũng khuyến khích quý vị sống cho tốt, khuyến khích quý vị làm điều lành, khuyến khích quý vị tu tập, chứ thầy không có ép. Mà thật ra thầy có ép cũng không được nữa, đúng không? Chỉ khuyến khích thôi. Và khi nào? Khi mà tự lòng của quý vị hiểu, tự lòng của mình giác ngộ á, thì tự nhiên mình sẽ đi theo. Và đạo Phật có ép mình, có cấm mình, có buộc mình á, là không theo Phật nữa thì không được theo một cái đạo nào không? Cũng không luôn, phải không? Đạo Phật tự do rồi đó. Quý vị giác ngộ, quý vị thấy hay thì quý vị vào, quý vị quy y làm đệ tử Phật. Một lúc nào đó quý vị không thích nữa, quý vị có thể không chọn theo đạo Phật nữa cũng được, không mà ép đó. Nhưng mà ở đây á, chính cái sự tự do và giác ngộ vậy, cho nên chúng ta trên cái tinh thần đó, nếu là một người đi tìm cái sự giác ngộ, đi tìm cái chân lý đẹp trong cuộc đời này á, chúng ta sẽ chọn Phật Pháp. Tại vì nếu mà ta học hỏi tu, ta mới thấy được những gì Phật dạy cho ta, ta ứng dụng, ta mới thấy có nhiều kết quả trong cuộc sống hàng ngày của ta. Quý vị có đồng ý với thầy điểm này không? Vậy thì một người á mà yếu đuối, một người mà yếu lòng ở đây, tức là sao? Là cái người này á dễ thay đổi cái lập trường. Dễ thay đổi cái lập trường. Cho nên thầy muốn quý vị xác định cho mình cái lập trường, cái con đường của mình đi. Dù cuộc đời này có đưa đẩy mình đến một chỗ khổ đau nhất đi nữa, mình có thể mất tất cả, nhưng đừng bao giờ để mất Phật trong lòng, nhớ không? Và có thể xung quanh ta, những người xung quanh mình có thể quay mặt mình, có thể nói xấu mình, và ngay cả có khi phản bội mình, nhưng mình đừng bao giờ mình bỏ đi một cái trong lòng mình, đó là bỏ Phật, nhớ không? Và một lúc nào đó cuộc đời mình trắng tay không còn gì nữa, nhưng xin hãy giữ lại trong lòng mình niềm tin về Đức Phật. Ta nhớ vậy đó. Một khi ta đã xác định cái lập trường rồi, ta phải nguyện như vậy, cái tâm của mình phải kiên cố như vậy, vững chãi như vậy á, thì khi mà đối diện với những cái khó khăn, đối diện với thử thách và trái ngang cho cuộc đời, quý vị mới không bỏ đạo. Vì phải nguyện như vậy, chứ không một lúc nào đó gặp một cái chướng duyên nào đó, quý vị sẽ bỏ đạo đó. Có một lần thầy gặp cái cô đó, giờ cô hết theo Phật rồi. Hãy chuẩn bị cái lý do là gì không? Lý do là cô đi hay đi chùa đó. Cái xong cái bữa đó cổ mới cãi nhau với cái bà hàng xóm. Cãi nhau xong á, cổ mới nói với bà như thế này: tôi thề với chị á, ở đâu mà có chị là không có tôi. Thế là bữa đó cổ hay đi chùa đó, cái bà kia bà cũng đi trong cái chùa đó luôn. Thì cổ vô chùa gặp cái bà đó, cổ mới nói: từ nay trở đi chị đã bước vô chùa này rồi, tôi không bao giờ trở về đây nữa. Thì chúng thấy không? Cái lý do thấy có chính đáng không? Mình nguyện là mình tu với Phật, thấy không? Để được giác ngộ. Mà vô chùa gặp cái người cãi nhau cái bỏ Phật. Nó có nhiều người không có cái lập trường gì, uổng lắm quý vị à. Mấy quý vị ở đây có vậy không? Cho nên là thôi thì mình ha, những cái chướng ngăn thử thách đó nó thử cái lập trường của mình. Và một người yếu đuối ở đây á là một người dễ bị dao động. Dễ bị dao động. Dao động trước cái lời thị phi, dao động trước cái lời trắng đen, hơn thua, nói xấu của người khác, và làm cho cái tâm mình dao động như vậy. Và mình thường không có giữ được cái lập trường của mình. Và một người yếu đuối, yếu lòng ở đây, nó dễ hiểu hai từ là thiếu bản lĩnh. Thiếu bản lĩnh. Bản lĩnh của người tu, bản lĩnh của một người tu nha,
Vậy thì cái bản lĩnh người tu đây là gì? Nó hiểu là cái sức mạnh của người tu là gì. Người tu ở đây là thầy muốn nói đến tất cả quý Phật tử đó. Phật tử ở đây là thầy nói đến người tu. Giờ ai trả lời giùm thầy một câu đúng giùm thầy coi. Cái sức mạnh, cái bản lĩnh của người tu là cái gì? Ai trả lời giùm thầy coi? Dạ. Là trí tuệ. Cái trí mạnh mẽ. Đúng, nó xếp xếp đúng, nó dùng cái từ cho nó đúng chuẩn nè. Dạ, thế em. Cái tìm cầu chân lý. Không, không, không phải. Cái này có Phật có dạy cho một bài kinh này. Sức mạnh của người tu. Bản lĩnh là cái sức mạnh của một người tu mà. Dạ, xin mời bà cô. Có một cái ý chí cũng gần gần đúng rồi đó. Chưa đúng. Gần đúng rồi. Niềm tin tuyệt đối. Nói vậy thôi chứ thật ra mình chưa có tin tuyệt đối đâu. Ở đây thầy nghĩ không biết có ai tin tuyệt đối chưa? Có ai tin tuyệt đối Tam Bảo đưa tay thầy coi. Tin tuyệt đối á. Rồi cảm ơn quý vị. Quý vị có biết khi nào mình mới có niềm tin tuyệt đối nơi Phật không? Khi mình chứng quả thánh Tu Đà Hoàng. À, quý vị biết vậy đó, sợ. Bây giờ hỏi quý vị tin Phật không? Dạ tin. Tha thiết không? Dạ tha thiết. Tuyệt đối không? Đa phần quý vị cũng sẽ đưa tay vì mình rất tin Phật. Giờ nó cũng chết, còn không bỏ Phật nữa. Nhưng kiếp sau có tin không? Ba kiếp sau có tin, năm kiếp sau tin không? Cho nên á, vì nên nhớ vậy nè. Mình chỉ bắt đầu tin Phật tuyệt đối khi mình chứng được thánh quả Tu Đà Hoàng. Nghe sợ chưa? Còn bây giờ mình mới tin Phật sao? Tha thiết thôi. Nha, mới tha thiết thôi. Cái này quý vị học giáo lý quý vị mới hiểu. Mình chỉ tin Phật tuyệt đối khi mình chứng thánh quả rồi mình mới tin Phật tuyệt đối. Thầy biết tâm quý vị là tin Phật rất là tha thiết, nhưng mà chưa có tuyệt đối đâu. Mà nếu thật sự ai ở đây mà tin tuyệt đối rồi đó, tức là vị đó đã đi vào dòng thánh rồi đó. Tuyệt đối là cái gì? Muôn kiếp nghìn đời không bao giờ thay đổi. Nó gọi là tuyệt đối, nghe không? Còn mình bây giờ có thể nó tương đối tha thiết thôi. Nếu mà ai đã tuyệt đối thì sau khi thầy giảng xong quý vị đảnh lễ vì đó cho có phước, vì đó chứng thánh quả. Chứng tuyệt đối thì mới tin Phật. Để rồi, thầy hỏi lại coi, cái sức mạnh của một người tu mình là cái gì? Dạ xin mời cô. Đúng rồi, xin cho cô một tràng pháo tay. Cũng nhẫn nhục. Lát thầy có quà cho ha, thầy có mang đĩa tặng làm quà cho. Sức mạnh của người tu chính là sự nhẫn nhục. Nhẫn nhục, kham nhẫn, nhẫn nhục. Đức Phật dạy á, trên cuộc đời này có 8 loại sức mạnh. Cái sức mạnh của ăn trộm là gì? Là vũ khí. Nó móc tới móc lui cái xe mình mới để nó quay ra quay vô nó lấy hồi nào nhanh lắm. Mình mở khóa còn chậm hơn nó nữa không? Sức mạnh của ăn trộm là vũ khí. Sức mạnh của kẻ ngu là cái gì? Sức mạnh của kẻ ngu là nói ngang. Người ta nói câu gì đó, một người nói ngang ba làng nói không lại. Nói ngang tàn vậy đó. Còn sức mạnh của em bé là cái gì? Sức mạnh của em bé là gì? Ở nhà mình đó. Đúng rồi, tiếng khóc. Phải không? Cái cháu con mình nó khóc cái là tự nhiên mình tới mình dỗ liền là sức mạnh đó. Còn sức mạnh của mấy cô là cái gì? Là cái gì? Giận hờn. Giận. Giận lần cái là mấy anh mình lo chạy không kịp phải không? Giận. Còn sức mạnh của một vị vua là cái gì? Là cái gì? Quyền lực. Ông viết xuống một cái thôi là người ta sống chết rồi. Bao nhiêu người có thể chết, ông chỉ cần ông ký một cái thôi là bao nhiêu người chết. Ký một cái bao nhiêu người sống, phải không? Còn sức mạnh của người tu chính là sự nhẫn nhục. Vậy thì á, cái tâm của mình mà có sức mạnh ở đây, tức là mình có sự nhẫn nhục, sự kham nhẫn, không có buông xuôi, không có sa ngã, và không có dao động, và không có thay đổi lập trường. Đó là cái sự nhẫn nhục, kham nhẫn và kiên định của một người tu. Vậy thì cái yếu đuối là nó sẽ ngược vào lại cái sức mạnh của người tu. Đó thì thầy nói định nghĩa sơ cho quý vị thấy cái sự yếu đuối là như vậy. À, bây giờ thường thường thì mình thấy khi nào mình yếu đuối nè. Thường thường mình thấy khi mà một cái chuyện gì nó xảy ra, mình thấy tâm mình nó lo lắng, phải không? Lo lắng nè, bất an nè, rồi vọng tưởng nè,
rồi khổ đau nè, rồi sợ hãi nè, rồi nhiều khi thấy tuyệt vọng, rồi thay đổi lập trường, rồi đôi khi mình xin xỏ rồi nữa. Nói chung là một người á mà yếu đuối thường thường người ta sao ạ? Muốn dựa dẫm vào cái gì đó, là chúng thấy đúng không? Một người yếu đuối là mình thích dựa dẫm vào một cái gì đó. Và như vậy á, cái sự yếu đuối là cái mà mình, người tu mình đừng có để cho yếu đuối nha. Có một nhà ông ta nói một câu thế này: tôi không sợ khó khăn, tôi không sợ vất vả, tôi không sợ khổ đau luôn, tôi chỉ sợ những phút giây yếu lòng. Nói vậy, không sợ khó khăn, không sợ vất vả, không sợ khổ đau, chỉ sợ những phút giây yếu lòng. Tại vì sao? Tại vì có những cái phút giây yếu lòng đó, mình không vượt qua được những cái phút giây yếu lòng. Và vì không vượt qua được những cái phút giây yếu lòng đó mà mình buông xuôi, mình sa ngã và mình chạy theo những cái cám dỗ, để rồi từ đó mình tạo các nghiệp. Và chúng thấy đúng không? Và trong đời quý vị, thầy cũng nghĩ rằng quý vị đã từng nhiều lần yếu lòng rồi, phải không? Yếu lòng trước một ai đó, hoặc là chúng ta yếu lòng trước trước một cái lời nói ngon ngọt nào đó. Hoặc là thầy nói ví dụ ha, hôm nay quý vị nghe pháp xong đi xuống dưới, tự nhiên quý vị thấy có một tờ 500.000 ai rớt đó đó. À, sao giờ đây, khó xử quá, phải không? Mình mà không biết tu á, trước không thấy ai, sau không thấy ai, xung quanh không thấy ai hết, cái là mình giả bộ mình ngồi xuống gãi cái chân cái rồi lụm lên, cất vô, lụm được của rơi, tạm thời nhét túi đó. Vậy là yếu lòng chưa? Yếu lòng có nghĩa là vậy đó. Là cái gì? Là mình không vượt qua được cái sự cám dỗ, gọi là yếu lòng. Bây giờ yếu lòng là gì nè? Là khi người ta nói xấu mình, thường thường cái tâm của mình á bị một người khác nói xấu thì mình sẽ làm sao? Giận không? Giận. Buồn không? Buồn. Khổ không? Khổ. Không biết tu là chuyện gì xảy ra? Quýnh luôn nha, quýnh luôn. Cho biết võ công thâm hậu đến cỡ nào, đúng không? Vậy thì khi mình không làm chủ được cơn giận của mình cũng là yếu lòng. Chúng hiểu chưa? Vậy yếu lòng có nghĩa là mình không làm chủ được tâm mình, đó cũng có cái nghĩa là yếu lòng. Cái từ yếu lòng nó rộng rồi đó, nó rộng nghĩa vậy. Và bây giờ thầy nói một chút về cái hậu quả của sự yếu lòng. Có phải khi quý vị yếu lòng rồi, cái thân của mình mà yếu đuối thì nó dễ hay sao? Dễ chết sớm. Còn cái tâm của mình yếu thì dễ hay sao? Dễ sa ngã, đúng không? Tâm yếu đuối dễ sa ngã. Mà sa ngã theo gì? Ngủ. Ngủ gì? Ngủ gật hả? À, ngủ dục. Ngủ dục, năm món dục là tâm mình mà yếu đuối mình dễ chạy lắm. Chạy theo tham, sân, si, buồn, giận. Chạy theo tài, sắc, danh, thực, thì. Và cái hậu quả của sự yếu lòng nữa là gì? Là mình không kiểm soát được tâm mình. Và không kiểm soát được tâm mình thì mình buông theo những cái cảm xúc, để rồi mình chạy theo những cái bên ngoài. Và cái kết quả của cái sự yếu lòng là gì? Là nước mắt, là đau khổ. Có đúng không? Bởi nghiệm qua có đúng không? Đó. Và có khi á, mình bị yếu lòng trước một cái gì đó, mình sẽ bất lực. Bất lực tức là sao? Giống như cái cuộc sống bèo dạt mây trôi, cũng như cánh bèo thôi kệ. Giờ bèo nó trôi trên sông rồi, nó trôi đâu nó trôi. Mình mà không có làm chủ được tâm mình á, mình buông xuôi cuộc đời mình theo cái gì? Theo cái dòng nghiệp chướng. Và chúng mày thấy cái này, nếu mà mình buông xuôi cuộc đời mình theo cái dòng nghiệp chướng, cũng tức là mình đang yếu lòng, đang yếu đuối giữa cuộc đời này. Thật ra là chúng biết không, một khi á, một cái ác nghiệp nào đó nó trổ quả rồi, thật sự thì mình khó làm chủ. Mình thấy bây giờ mình ha, tu nè, tập làm chủ mình coi vậy đó. Hồi hôm qua chùa thầy có tổ chức lạy 500, lạy Đức Bồ Tát Quan Âm, kỷ niệm hôm qua ngày vía Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Chúng biết có cái chị Phật tử đó, chị đi làm ở công ty xong chị chạy xuống luôn, chị chạy xe từ từ thôi, nhưng mà cái ông phía trước á, chị chạy có 40 km/h, ông phía trước ông làm rớt cái chai nước á, thế là chị né cái chai nước ra, ngã cái xe xuống một cái, ụp mặt xuống. Nhưng mà may cái là chúng biết không, chỉ có tay chân nó chảy mấy cái, nó cũng chảy máu ít ít. Là chúng mới chạy xuống chùa thì mới lấy, mà mấy vị Phật tử mới lấy oxy già á, oxy già với băng rồi ra ông cho chị. Là chúng biết bỏ oxy già lên mà chị la đó, đau quá chịu không nổi, bị chảy có một chút mà thôi.
Rồi chúng hình dung những cái căn bệnh nặng sao tu. Mình thấy cái trường hợp đó xong cái mình mới thấy sao. Bây giờ mình còn khỏe nè, tu còn chưa được nữa. Bệnh có một chút đó thôi đó, bị chảy cái chân, chảy máu một chút thôi đó, đừng có nói lúc đó mình niệm Phật, không dám niệm Phật nổi đâu, đúng không? Quý vị nghĩ đến cái lúc mà mình bị ung thư, nghĩ đến cái lúc mà bị những cái bệnh mãn tính, nhất là bị những cái bệnh mà nó đau nhất, mổ xẻ đau nhất, thì lại chúng thấy mình tu nổi không? Thấy chưa? Cho nên thầy xin thưa, thầy cũng cầu Phật cho con sống ngày nào cũng sống con đi giảng. Mà nếu mà con hết số gọi là cái nghiệp con nó đến thì cho con thở nhẹ nhàng con đi, sống lâu sống sống lâu sống sống lâu sống sống ngắn gì cũng được, nhưng mà cho con ít bệnh. Cho nên giờ thì cũng bệnh mà đỡ cái là bệnh cũng vừa có còn đi giảng nổi không? Chứ mà là chúng thấy cái bệnh có một chút đó thôi mà tu không nổi, bệnh nặng nữa rồi sao. Và cái giờ phút lâm chung của mình, mà nhất là cái thân mình bệnh, ác bắt đầu nhiều cái nghiệp, nhiều kiếp đó nó trở về, mà cận tử nghiệp lúc đó mình đang nằm mà mấy đứa con nó đòi chia của nữa thì thôi rồi. Lúc đó má tờ di chúc má để trả cho ai, anh hay là con hay là em con, phải không? Sao má chia không có đồng đều, má còn mấy chục cây vàng hôm bữa má nói giờ má để ở đâu, má còn gửi ngân hàng mấy cái, má nói cho con sớm đi. Bây giờ tụi má làm vậy rồi tụi con bức xúc lắm đó, má thấy không? Má chưa đi mà tụi anh em tụi con bắt đầu là gây cấn lục đục là hơn thua nè. Bà nói bà dặn di chúc lại là bà dặn lại là nhớ lúc má hấp hối mấy con nhớ niệm Phật cho má nha. Lúc đó mà nó lo quýnh nhau chứ niệm gì. Lúc đó làm sao? Thân đã bệnh rồi, không? Gặp thêm chuyện lúc đó nữa là đi về cảnh giới xấu luôn, dẫn lên cái cận tử nghiệp lúc đó, đi về cảnh giới xấu luôn. Em thấy chưa? Cho nên quý vị phải chuẩn bị trước đi nha. Nếu mà gia sản có di chúc lại cho mấy đứa nó sẵn đi. Không thì nói thật, chứ không đến lúc đó tâm mình nó, vì cái tâm mình dễ bị gì, dễ bị cái giận, dễ bị cái tham, cái buồn, không? Nhất là con cái của mình. Giờ là đứa nào và cái phần nào để dành cho mình nha. Hay vừa rồi con, cách đây vài hôm có một cô Phật tử, cô tu tập bên Mỹ á, cô gọi về cho thầy, nghe các bài giảng xong mới chia phần cho cô. Có hai đứa con gái, cô nói đây phần này là của con, phần này của con mẹ tạo ra mà để cho các con, di chúc cho các con hết rồi, còn cái phần này là của mẹ. Thì ngày nào mẹ còn sống á thì mẹ làm được cái gì mẹ làm, thì cái tiền này mẹ lo cho các con và mẹ đi làm công đức. Nhưng thầy nói, mẹ nói giả dụ á, vô thường có đến với mẹ bất cứ lúc nào thì các con nhớ cái tiền này các con chỉ dành để làm phước và đi cúng chùa thôi. À, có người có trí là vậy đấy chứ. Nghĩa là cô chia làm cái tài sản làm cô chia cho hai đứa con gái, di chúc đứa nào phần nào hết, còn phần là của cô. Cô dặn là mấy con đó, khi mẹ lỡ mẹ có mất đột xuất thì các con lấy cái tiền này của mẹ là chỉ đi làm phước, bố thí, cúng dường và cúng chùa thôi, cúng các chùa hồi hướng cho mẹ. Cô nói đúng đó đấy chú. Tại vì có nhiều người là chúng không chuẩn bị trước, lúc đó xảy ra lục đục đó, rồi mình đâu có siêu được. Tâm mình buồn, giận, tham lúc đó là không có siêu được đâu nha. Đó, cho nên là chúng thấy chỉ có bệnh một chút thôi mình tu còn không được. Nếu mà sau này bệnh nặng sao tu. Ở đây một sư vị cũng lớn tuổi rồi đúng không? Thầy nghĩ thế nào cũng bệnh. Rất ít người sống mà không bệnh. Đức Phật nói là rất ít người sống trong cuộc đời này mà không bệnh. Mà cũng có mà ít lắm. Nhưng đặc biệt còn cái bệnh tâm thì gần như ai cũng có bệnh, đúng không? Bệnh tâm thì ai cũng bệnh đó. Còn cái bệnh thân á thì có người ít người nhiều, và có thể nói rất ít người không bệnh thân. Vào thời Phật thì có một vị tôn giả rất là đặc biệt thế này, là Ngài sống rất là thọ và cả cuộc đời Ngài là không bệnh. Tại chúng biết Ngài nào không? Biết không? Ngài Bạc Câu La. Bạc Câu La, Ngài này đặc biệt là sống 160 tuổi, mà 160 tuổi là không có bệnh. Nó tuyệt vời không? Không có bệnh. Đây gọi là một vị tôn giả Bạc Câu La vô bệnh. Vô bệnh. Nhưng mà hiếm lắm này chúng à. Nên là chúng cái giờ này mình còn khỏe được, ráng tranh thủ mà tu ha. Rồi, vậy thì nếu mà mình yếu đuối quá, mình dễ bất lực và cuốn trôi cuộc đời của mình đó, theo cái dòng nghiệp. Bất lực, cuốn trôi theo dòng nghiệp, mình thả cuộc đời mình luôn, trôi xuôi luôn. Giờ mình tu là làm gì? Là mình tác động vào cuộc đời của mình. Mình không có chấp nhận để cho cái cuộc đời của mình đó, nó trôi theo cái dòng nghiệp chướng. Rồi bây giờ một cái nữa nè. Khi mà mình yếu đuối, yếu lòng trước cuộc đời này, mình sẽ dễ từ bỏ ước mơ. Có phải không? Có mỗi người chúng ta có một cái ước mơ khác nhau. Nhưng mà ta bị một cái lời thị phi, một cái trái ngang, một cái thử thách, một cái ngã rẽ nào đó,
và có thể ta từ bỏ cái ước mơ của mình. Có thể quý vị ở đây, ước mơ của con là gì? Giờ đến cuối đời con mãi được làm một người Phật tử, và nếu có chết, con chết trong cái hình thức là giờ là con vẫn là một người con Phật, hoặc là con ước mơ là cả cuộc đời của con sẽ tu tập, sẽ coi như là hy sinh cái thân này để cúng dường cho Tam Bảo, để hộ trì Tam Bảo. Nhưng đó là cái ước mơ của mình. Nhưng rồi trong sóng gió cuộc đời, có một lúc nào đó nó đẩy đưa mình, hoặc mình bị ai đó nói cái này cái kia hoặc như thế nào đó, mình có thể từ bỏ cái ước mơ của mình. Và một cái hậu quả nữa đây nè đại chúng, cái hậu quả của cái người mà yếu đuối á, mấy người yếu lòng là sống dễ dựa dẫm vào người khác. Thấy đúng không? Mình sống dựa dẫm vào người khác. Gandhi ông có nói một câu như thế này nè: không ai có thể đem đến phiền muộn cho bạn nếu bạn không muốn điều đó. Và chúng nghiệm này coi, không ai có thể đem đến phiền muộn cho bạn nếu bạn không muốn điều đó. Có nghĩa là cái gì? Có ai đem đến cho mình phiền phức không? Có không? Đầy luôn thầy ơi, nhiều lắm. Thưa quý vị, người ta, những cái người mà vào thời Đức Phật, có những người đem đến phiền phức cho Đức Phật không? Có không? Có. Mà Đức Phật có buồn phiền vì họ không? Rồi, vậy thì mình rút ra bài học này. Cái phiền phức, phiền muộn, đau khổ, bất an á, là do ai? Quý vị phải thấy mình tu là phải ngược đời ở chỗ này. Ngược đời là gì? Là phải nhìn khác thế gian. Người ta nói là gì? Dạ thầy, thầy, giờ con muốn tu rồi, mà cái bà hàng xóm mà bà không tha cho con, mà mấy cái người đó cứ chọc tức con hoài à, làm cho con bực bội cơ mà. Người tu mình đâu có được nói vậy. Mình không có được nói người ta là làm cho mình bực bội. Mà mình nói cái gì? Dạ do con tu dở nên con mới bực bội. Thấy hai cái khác nhau không? Một cái là người ta đem đến bực bội cho con, còn mình biết tu mình nói gì? Dạ do con tu dở con mới bực bội. Phải không? Vậy thì có ai đem đến phiền muộn cho cuộc đời mình không? Không có đâu quý vị. Không có ai đem đến phiền muộn cho đời mình hết. Mà ai? Chính mình. Chính cái sự tu học của mình còn yếu đuối, còn yếu lòng và còn nông cạn, cho nên mình mới phiền muộn, đau khổ, buồn giận thôi. Chứ một khi tâm của mình mà bình an rồi, định tĩnh rồi, vững chãi rồi, thì thầy xin thưa quý vị, không ai làm cho quý vị buồn thôi. Người ta có chửi quý vị trước mặt đây nè, quý vị nghe cũng là một cái gì đó rất là gió thoảng mây bay thôi. Còn mình chưa tu á, một lời nói trái tay, nghịch lòng là mình đốm lửa sân nó nổi trong lòng. Còn một người biết tu rồi á, cho nên tổ Vĩnh Gia Huyền Giác này có nói một câu như thế này nè: quán lời ác ấy là công đức, đó mới chính là thầy ta thực. Đấy, hiểu không? Chính cái lời ác đó mà khi mình biết quán á, phải không? Quán ác ngôn thị công đức là công đức đó. Đó chính là thầy của mình đó. Là sao? Cái đó dạy cho mình cái bài học gì đó. Cho nên một người tu của mình, từ nay mình đừng có đậu xuất sắc cái bằng đổ thừa nữa nha. Mình có nhiều cái bằng lắm, nhưng mà trong đó có cái bằng là đổ thừa. Cái gì mà nó tại người này đó, tại người kia đó, do người này đó, vì người nọ đó, phải không? Bởi cái anh đó nói câu đó tôi mới buồn, vì chị làm cái hành động đó tôi mới giận, phải không? Do anh làm cái hành động nó trái ý tôi cho nên tôi mới bực bội, đúng không? Hôm nay mình hay nói câu đó. Hôm nay thầy nói quý vị đốt cái bằng đổ thừa đi nha. Đừng đổ thừa nữa. Mà đổ ai? Đổ, nếu có đổ lỗi thì đổ cho ai? Đổ cho mình. Do gì? Dạ do còn tôi dở, tôi dởm, tôi yếu, chưa có định lực, chưa có vững chãi, chưa có sâu sắc, chưa có trí tuệ, chưa có kham nhẫn, chưa có nhẫn nhục, cho nên mình mới buồn, mới giận. Hiểu không? Chứ đừng có đổ thừa cho ai nha. Cho nên giả dụ hôm nay á, mình có đi chùa đây, mình có gặp một người đó nói xấu mình đi, chị xấu nhất chùa, ví dụ vậy ha, buồn không? Buồn không? Nói mình đẹp nhất chùa thì mình nở lỗ mũi, chứ nói xấu nhất chùa là không chịu rồi đó. Đầu khó chịu ha. Đầu xuống coi đôi dép của chị đó ở đâu giấu. Bắt đầu coi nhà người ta ở đâu, bắt đầu chửi, không có giữ vậy không? Mình học Phật Pháp mình phải hiểu điều này, là không có ai đem cho mình khổ hết. Khổ hay không là do công phu của mình yếu thôi, yếu lòng, yếu đuối. Vậy thì á, cái người mà yếu lòng á, thì mình dễ sống dựa dẫm, đúng không? Dựa dẫm vào người khác.
Và hôm nay thầy muốn nói cho quý vị này, mình đừng có sống dựa dẫm vào người khác. Có những người vậy thôi chú. Ví dụ mình quen người đó, người đó vui là mình vui, người đó buồn là mình buồn. Sáng mình thấy người đó cười là mình tươi, người đó héo là mình queo, héo queo. Đúng không? Người đó ngày đó mà vui vẻ là mình hoan hỷ, ngày đó người đó buồn bã là mình âu sầu. Có vậy không? Có như vậy, đã từng như vậy, thấy không? Và không biết ai là đang như vậy không, thấy không? Ông chồng ngày đó ông vui là mình vui à, mà ngày đó ông chửi mình là ông buồn là mình buồn à. Vậy chẳng lẽ hạnh phúc đau khổ người của mình do người khác quyết định à? Đó, cái đây là cái hậu quả của người yếu lòng ở đây nè. Có nhiều người cứ đăng trên Facebook, ngày nay em rất buồn vì anh đau khổ. Em rất buồn vì anh đau khổ. Ngày nay em rất khổ vì anh thất bại. Ngày nay em cảm thấy tan nát trái tim vì anh đã quay lưng không bao giờ trở lại. Cái cuối cùng là cái buồn, cái khổ, cái giận của mình là do người kia quyết định. Có phải dựa dẫm vào người đó không? Hãy xin thưa quý vị, một người nào đó dù có giúp đỡ hay như thế nào của mình đi nữa, thì mình phải nhớ điều này nhé. Người ta tạo cái điều kiện hay cái phương tiện hay cơ hội cho mình học hỏi thôi, chứ đừng có sống dựa vào hết vào cái người đó. Ngay cả thầy hôm nay nè, thầy giảng cho quý vị, thầy cũng không có kêu quý vị là dựa hết vào thầy đâu. Cho nên có một Phật tử nói là thầy là ánh sáng của đời con, thầy là điểm tựa của đời con. Nói thêm câu này nữa mà thầy hết hồn, thầy nói hãy dừng lại liền. Thầy là Phật trong con. Trời ơi, hãy dừng lại dùm thầy cái đây. Thầy còn buồn nè, thầy còn giận nè, thầy còn tham nè. Chẳng qua là thầy có tu cho nên ít hơn thôi, phải không? Cho nên đừng có nói là dựa theo thầy. Lỡ bữa nào thầy buồn, cái quý vị buồn hả? Cho thầy giận, quý vị giận hả? Đúng không? Cho nên là quý vị học thầy, thấy thầy dạy cái gì hay, đúng, quý vị học theo, quý vị ứng dụng. Đừng có dựa nơi thầy, hiểu không? Một ngày nào đó thầy mà lao đao, quý vị lên đên đó, thấy chưa? Giờ dựa theo thầy cái thầy bệnh, quý vị bệnh luôn hả? Đâu được, thấy không? Anh đừng có dựa dẫm nữa thầy. Thầy bệnh, quý vị bệnh luôn sao? Thầy cảm lòng quý vị cũng cảm thấy sao không? Cho nên á, thấy thầy dạy cái gì đúng hay thì học, thấy không? Còn gì á là không đúng thôi, chứ đừng có dựa theo thầy. Lỡ bữa nào thầy giận lên lại ngày đó quý vị cũng giận theo sao? À, hiểu chưa? Vậy thì mình sống yếu đuối là mình dễ dựa dẫm vào cái người khác. Nên bây giờ mình tập, chồng mình đó mình rất thương, con mình đó mình rất thương, vợ mình đó mình rất thương, nhưng không có nghĩa người đó khổ mình phải khổ theo, phải không? Những cái người mà mình giúp đỡ cho mình, đúng, đồng ý, mình rất mang ơn. Nhưng một ngày nào đó người ta không giúp mình nữa, không có nghĩa là mình chết theo người ta, đúng không? Mình phải có cái chân đứng, cái lập trường của mình đứng ở cuộc đời này. Và quý vị là con Phật thì quý vị phải có được cái điểm này. Đừng có cái buồn vui, hạnh phúc, đau khổ, nó dễ hiểu là cái cảm xúc của mình á dựa vào người khác. Không có như vậy nha. Và Đức Đạt Lai Lạt Ma có nói một câu gì? Không có ai làm cho bạn khổ đâu nếu bạn không muốn khổ. Chúng hiểu không? Không có ai làm cho mình khổ đó nếu mình không muốn khổ. Trừ khi nào? Trừ khi nào mình muốn khổ thôi, thì người ta mới có cơ hội để làm cho mình khổ, đúng không? Vậy thì mình tu học là ở đó. Mình phải mạnh mẽ lên, vững chãi lên, đừng có dựa dẫm vào một ai quá. Nhưng mà đời mà đại chúng, nó cũng có những cái duyên nè. Có cái vị Phật tử đó kể thầy nghe cái này, mà không biết đại chúng có không. Cái chị Phật tử này á, chị giàu có nè, vừa giàu có, vừa có học thức, mà vừa đẹp, dễ thương lắm đại chúng. Đại chúng biết những cái người mà thương chị á, là xếp hàng dài luôn. Chị mong được chị kể nó là mấy người đó mong chị nhắn tin lại một cái là người ta hạnh phúc cuộc đời người ta. Mong chị trả lời một cái thôi là người ta cảm thấy là cuộc đời người ta tươi rói. Người ta bao nhiêu người thương chị, chờ đợi chị, chỉ cần chị gọi là chị bật đèn xanh lên cái thôi. Mà chị nói thật với thầy câu này nè. Con cảm thấy kỳ lạ lắm thầy. Người ta thương con thương mà con không có thương người ta. Không phải người ta xấu xí đâu, người ta đàng hoàng, học hành, danh vọng đầy đủ hết nha, đàng hoàng, ngay cả đạo đức luôn á, giỏi giang nữa, mà đẹp trai nữa, con không có thương. Mà trong tâm của cái người này cứ cảm giác vậy nè, là mình đang đi tìm một người nào đó, cứ chờ đợi một người nào đó,
nó kỳ lạ đó. Cảm giác mình cứ chờ đợi một người nào đó mà bao nhiêu người kia không có, cứ chờ đợi một người nào đó và cảm thấy cứ đi chờ đợi một người nào đó. Chị mới nói với thầy, cho đến một ngày hôm đó, đến một ngày hôm đó vào một buổi chiều mưa rơi lả tả chiều mưa, mưa buồn, cái tự nhiên gặp cái anh đó. Anh này không có đẹp trai, cũng không có giàu có, được cái hiền hiền. Tự nhiên là cái buổi chiều mưa đi gặp cái, tự nhiên đi ngoài mưa. Cái bữa đó anh cho mượn cái dù, anh che có một chút thôi, nhìn ảnh xong luôn rồi rụng rời tay chân luôn, không có đẹp trai, đen đen ngâm ngâm nữa. Gia đình thì không có giàu có gì hết, học thức thì cũng được thôi, trung bình. Nhưng mà tự nhiên chị thương cái anh này, thương kỳ lạ đó chứ. Cái chị mới nói với thầy một câu thế này, khi mà gặp anh này xong, tự nhiên trong tâm chị á, không còn cảm giác là đi tìm một ai nữa hết, và cũng không còn cái cảm giác là phải chờ đợi một ai nữa hết. Và chúng thấy lạ kỳ không? Do cái gì? Cái duyên gặp. Bao nhiêu người tốt hơn anh này, bao nhiêu mà chị không thương, đẹp hơn không thương, giàu hơn không thương, giỏi hơn không thương, mà đi thương đúng cái anh này. Nó kỳ lạ vậy này chứ. Đời có vậy không thầy, chúng có không? Có không ạ? Cho nên nhiều cô nói với thầy là số con đúng là số rùi bâu, hơn sao rùi bâu. Bao nhiêu người thương con không lấy, con đi lấy ổng về. Trời, con tưởng ổng tốt lắm, bây giờ con mới biết ổng quýnh bài nè, nhậu nhẹt nè, cờ bạc nè, cá độ nè, giờ ổng làm ổng khổ. Bao nhiêu người đợi con cũng thương, thương ổng vậy đó. Và cái chị này chị nói là lạ kỳ, cảm giác như là gì vậy? Mình sinh ra để mình đợi một ai đó đó, khi gặp người đó rồi không muốn đợi ai nữa hết, thấy người đó rồi, gặp người thương rồi. Mà được cái chị này thì nói là anh này có cái đạo đức hiền lành, có đạo đức. Chị gặp anh này xong chị không muốn tìm ai nữa, và cảm giác tìm được cái người mà mình đợi lâu nay rồi. Giống như cái gì đấy chứ, giống như kiếp trước vợ chồng với nhau rồi á, hay là những người bạn thân với nhau, giờ gặp lại á và tìm lại. Mà cái này trong nhà Phật mình gọi là cái gì? Cái duyên gặp lại người xưa, gặp lại người xưa cũ, không đó, như vậy đó. Mà có những cái trường hợp này mình thấy lạ không? Lạ ha. Nhưng mà thầy nói nè, dù là quý vị á có như thế nào đi nữa, đừng có dựa dẫm vào ai quá nha, không, đừng có sống dựa dẫm vào ai quá. Ngay cả cái người vợ, người chồng là người thân thiết với mình đó, phải không, thì cũng đừng nên dựa vào người đó quá. Tại vì sao? Một lúc nào đó cái người đó cũng sao chết. Nên vào thời Phật, chúng biết có một câu chuyện lạ kỳ thế này mà mình học Phật pháp mình mới hiểu. Cái cô gái này con của một ông trưởng giả giàu có, cha mẹ của cổ thương cổ quá, đâu dám cho đi ra ngoài, nó sợ cổ hư, sợ nhiều người á, nhìn soi mói rồi cổ này kia. Tiểu thư đầy cát ở nhà, cái tầng 7 của ở trên nhà. Hôm đó có cái anh này, anh cướp, anh đi ăn cướp, chúng biết bị bắt xong dẫn trên cái đường đi ra xử tử để giết á. Thì cổ tổ trên tầng 7 có nhìn xuống anh ăn cướp này, bị người ta bắt trói đi, còn nhiên cổ thương. Kỳ lạ đó. Bao nhiêu người thương cổ không thương, tiểu thư đầy cát không thương. Gặp cái anh đang bị cướp mà bị dẫn trên đường xử tử, cái cổ thương. Tự nhiên nhìn xuống như bị, bây giờ mình hay nói là cái gì? Tiếng sét á, tiếng sét. Bị cái tiếng sét á, tự nhiên cổ thương ảnh. Cái cổ nói cha, thì cha làm cách nào cha cứu được anh đó giùm con, cha mà không cứu anh chắc con chết luôn á. Vậy là chúng thấy không, kinh khủng không, cái sức mạnh của cái nghiệp lực, sức mạnh của cái tình cảm. Thấy vậy xong cô nói cha phải cứu anh này cho con. Cha là ổng là giàu có mà, ổng đi mua chuộc với mấy người làm quan, bắt một cái người giống mới giết cái người kia, cứu cái anh này về cho cổ. Cổ thương anh này lắm này chứ. Thế là cổ và anh mới sống chung với nhau, sống chung với nhau. Mà anh này là chuyên ăn cướp ăn trộm. À, chúng biết được vào trong cái nhà đó mà anh không có bỏ được cái tật, ngựa quen đường cũ mà, cái thói quen khó bỏ. Anh mới nghĩ ra cách là anh muốn dẫn cô này đi một nơi và đem hết vàng bạc của cô này để giết cái cô này. Chúng thấy không? Giết cô này, anh mới dẫn cổ dụ lên núi để trả ơn cái vị thần ở trên đó. Anh lên xong rồi chúng biết anh định giết cổ. Thì lúc này cổ mới giác ngộ, cổ mới biết là cái người mà mình thương đó, bao nhiêu khó khăn tiền bạc, cổ nói là em cho anh cái gì cũng được hết mà, anh cần gì phải giết em. Anh nói không, bây giờ anh muốn giết cổ, anh lấy hết tiền. Vậy đó, chúng đời nó ăn trái không? Anh sắp chết, cổ cứu anh ra, sống trong một cái nhà có thiếu tiền đâu mà thích giết cổ vậy đó, lấy tiền. Cái trong lúc đó là chúng biết
tự nhiên cũng tìm cách giải thoát. Cô nói thôi bây giờ anh muốn giết em cũng được, nhưng mà trước khi giết em, anh hãy để cho em tạ ơn anh bằng cách cô đi vòng vòng ảnh á, cô lại ảnh, cô cảm ơn ảnh. Cô quay ra sau lưng cô hất cái ảnh rớt xuống núi chết. Tự cổ phải cứu ảnh, cứu cổ. Thì vì nếu cổ không cứu cổ thì cổ sẽ bị giết. Sau này cổ xuất gia luôn, cổ đi tu xuất gia luôn, trở thành một người biện luận rất là giỏi. Mà là chúng thầy muốn nhấn mạnh chỗ nào, cái anh ảnh sự tử chuẩn bị chết rồi. Tiểu thư Đài Cát gặp một người đi ngoài đường mà chưa gặp quen biết gì nha, gặp dạy thương luôn, cái nghiệp kinh khủng không. Cho nên nói đến điểm này, thầy thưa với đại chúng, trên đời mình đừng có cho mình tu giỏi nha, mọi cái đều có thể đổi thay. Mình đang tu như vậy đó, có thể một ác nghiệp nào nó trổ ra mình đỡ không có nổi đâu nha. Đang khỏe vậy đó, một ác nghiệp nào nó trổ ra một cái nằm liệt giường, và có thể ngày mai mình sẽ đi xa. Và có thể bây giờ mình rất đạo đức, có thể vào ngày mai mình sẽ trở thành ác quỷ. Có thể ngày mai mình sẽ không còn như ngày hôm nay nữa. Có thể ngày mai một cái ác nghiệp nào đó mình đã từng tạo trong quá khứ, nó phải trổ quả và mình phải đau khổ vô cùng, và mình từ bỏ ước mơ, và mình buông xuôi theo cuộc đời, mình chạy theo cám dỗ. Và nó dễ hiểu, mình không còn là mình nữa. Cái điều này quý vị phải thấy như vậy, phải sợ nha. Phải sợ luân hồi, sợ ác nghiệp, mà nhất là nó trổ quả. Nếu mà ta có một ác nghiệp nào đó, tự nhiên nó trổ trong ngày hôm đó, để chúng biết đâu. Tự nhiên cái ngày hôm đó tự nhiên mình như bị ngu si, mê mờ lắm. Tự nhiên mình làm một cái việc đó mà trước giờ nhắc đến cái việc đó mình còn không dám làm. Nhưng tự nhiên cái lúc đó tâm mình nó như si mê, mình làm một cái ác nghiệp nào đó. Cho nên quý vị mới thấy vậy, để mà sợ phải không? Và đó là cái hậu quả của cái người mà mình cứ sống cái yếu lòng vậy đó. Mình dễ dựa dẫm vào người khác. Và có những người yếu lòng thì bị người ta khinh rẻ, coi thường, thiệt thòi lắm, phải không? Có những người yếu lòng quá rồi bị người ta cảm thấy người này yếu đuối quá, người ta khinh thường lắm, người ta coi rẻ lắm, và người ta không có giúp đỡ cho, đôi khi cũng thiệt thòi. Cho nên nói tốt nhất thì mình đừng có yếu lòng, phải không? Yếu lòng phải mạnh mẽ lên. Bây giờ thầy nói vài cái yếu lòng nè. Có những người này chú ý không, là khi mà có ai nói chuyện với mình mà làm cho mình giận, không giận, nhưng mà nói đến cái tham là mình vượt qua không được. Tham tiền, tham tình, tham cái gì đó. Ai chửi mình cũng được, hay chửi, miễn cho mình tiền được. Chửi, miễn mà mình có lợi cái gì được, đúng không? Có những người thà chết đói nhưng mà phải giữ cái danh dự. Có những người sẵn sàng chết để giữ cái danh của mình, phải không quý vị? Có nhiều người nó có một cái khác nhau, cái nghiệp khác nhau. Có, để thầy kể cái câu chuyện về cái lòng tham như thế này đấy chú. Có cái ngày xưa đấy chú biết không, người ta bắt khỉ, người ta bẫy khỉ, con khỉ nó khôn lắm, khó bẫy đó. Thế người ta mới nghĩ ra cách là con khỉ nó thích ăn cái dừa, rồi là nó có thích ăn cái chất ở trong cái một cái chất thơm đó, người ta mới lấy cái miếng đó, rồi vài cái hộp đó người ta mới bỏ vào cái trái dừa á, và người ta mới đào đất xuống, người ta chôn cái trái dừa xuống đất, và dưới đó người ta có cột một cái sợi dây rất là chắc, người ta đóng dưới đó. Và rất là chắc cho nên lấy cái trái dừa lên không có được. Và người ta mới khoét một cái khoảnh ở trên chỗ trái dừa á, người ta mới để đó, lễ đó. Thì cái trái dừa đó thì con khỉ á, khi mà nó sọt cái tay vào á, thì nó sọt vào được. Nhưng mà khi nó lấy ra được không? Được luôn. Sọt vào được thì lấy ra được. Nhưng mà người ta biết cái tâm của nó là gì biết không? Ví dụ như đây, nói ví dụ đây ha. Ví dụ như đây là cái ly đi. Thầy sọt cái năm cái tay của thầy sọt vào được không? Được. Thầy lấy ra được không? Cũng được luôn. Nhưng mà đại chúng biết không? Người ta biết cái tâm con khỉ nó tham. Người ta để mấy cái chất trong đó đó. Khi nó sọt vào được nhưng mà nó cầm lại, nó nắm lại thành cái nắm tay rồi. Thì lúc đó nó lấy ra thì lấy lại không được. Hiểu không? Nó chật rồi. Sọt vào được nhưng nó nắm cái đó rồi nó lấy ra không được. Và bắt đầu người ta mới chạy ra, nó sợ, càng sợ thì nó càng nắm cái đó. Nó càng nắm thì nó càng lấy ra không được, và người ta tới người ta bắt nó. Người ta bẫy con khỉ như vậy vì cái lòng tham. Cũng vậy đó. Con người mình đôi lúc mình yếu lòng, mình không làm chủ được cái lòng tham của mình, và mình kẹt vào gì? Kẹt vào cái ngũ dục nào đó, rồi mình tạo các nghiệp, rồi mình sa ngã vào cám dỗ, và mình bị cái gì ạ? Bị cái cuộc đời, bị cái sóng gió cuộc đời, cái nghiệp ác nghiệp nó làm cho mình đau khổ. Cũng như con khỉ vậy đó, thấy không? Nó tham quá, chính cái tham đó nó đã giết chết nó. Bây giờ con khỉ nó chỉ cần đơn giản một điều thôi, là làm gì? Chỉ cần nó buông ra, lấy tay ra được. Nhưng mà nó không nghĩ được cái đó đâu nha.
nó đang cầm rồi, nó càng nắm rồi mà. Là rồi, nó dính kẹt trong cái trái dừa đó. Và nó lấy trái dừa lên thì lấy không được, người ta ra bắt nó thôi. Cho nên đời quý vị đó, sao con khổ quá thầy ơi, sao số con khổ quá, số con buồn quá, khổ quá thầy ơi, đúng không? Thầy nói thôi buông đi con. Giống con khỉ, khổ thì khổ mà không buông, không buông sao khổ được. Con khỉ đơn giản chỉ cần nó buông cái tay ra là nó thoát. Con người mình cũng vậy, chỉ cần buông xuống một cái là hết khổ. Nhưng mà mình buông được không? Không dám buông. Buông thì buồn, bỏ thì tiếc, phải không? Dạ con biết buông thì hết khổ đó, nhưng mà buông thì buồn sao thầy? Con bỏ là con bỏ hết khổ đó, nhưng mà bỏ thì tiếc sao thầy? Đó, mình yếu lòng, mình không dám bỏ cái đó và mình khổ. Đó là những cái yếu lòng đời mình. Có một cái nỗi khổ lạ này đây chú. Khổ nhưng mà mình không dám vượt qua, mà mình vượt qua được mà mình không dám vượt. Là chúng biết khổ gì không? Là chúng có nghe cái từ thú đau thương không? Nghe không? Thú đau thương là cái gì? Là mình có cái gì đó vui vui trong cái sự đau khổ, phải không? Ở đây ai thích cải lương? Ai thích chân? Ai thích cãi nhau? Ai cũng thích hết đúng không? Cải lương. Có những bản cải lương buồn lắm này chú. Mình biết nghe rồi là cái tâm mình buồn lắm á, nhưng mà vẫn thích nghe, phải không? Nghe là buồn, nhưng mà buồn thì buồn, nhưng mà mình vẫn thích nghe, phải không? Có những bài nhạc nghe là đứt ruột luôn á. Lần đó có cái vị đó kể, nghe con nghe cái bài nhạc, mỗi lần con nghe cái bài này thầy biết không, là con buồn đứt ruột luôn. Tại vì sao? Con mới bị bà đố. Đó là mỗi lần con nghe là con buồn đứt ruột luôn, mà con vẫn thích nghe, mở cả đêm nghe cái bài đó. Hỏi bài gì vậy? Dạ cái bài gì? Đừng xa em đêm nay khi phố xưa qua hàng cây, đừng xa em đêm nay đêm rất dài. Mới bị bà đố bồ đá, xong ấy buồn cứ nghe cái bài đó. Mỗi lần nghe là cái tâm nó buồn rồi, chúng biết không muốn làm gì hết. Mai xin sếp cho nghỉ ở nhà nghe bài đó thôi, khổ buồn vậy đó, nhưng mà vẫn thích nghe. Chúng ta đúng không? Có những cái phim mình coi xong á, và coi xong là tâm mình là chạy theo cái phim nè, buồn nè, giận nè, khổ nè, sầu bi khổ não, nhưng mà vẫn thích coi, có phải không? À, thì chúng nhìn cái cuộc đời nó nghịch lý lắm. Là gì? Mình muốn hết khổ, nhưng mà mình muốn vui trong cái khổ đó, mình muốn nằm trong cái khổ đó, vì trong cái khổ nó có cái gì đó vui vui, phải không? Cho nên là buồn thì buồn, nhưng mà không dám buồn. Khổ thì khổ, nhưng mà không dám bỏ, có phải không? Đó, cho nên người đời người ta có cái câu là thú đau thương rất là hay. Mình biết rất là buồn, nhất là buổi trời mà mưa, phải không? Mưa tầm tã, mưa dầm, phải không? Bắt đầu mình nằm trong phòng, phải không? Mở cái bài nhạc, gọi là bài nhạc, gọi là nhạc gì? Bài mình thích gọi là bài nhạc gì? Nhạc tủ, nhạc tủ. Nghe xong là chúng biết không muốn làm gì hết. Nghe xong là lòng mình tê tái, đứt từng khúc ruột luôn. Cho nên nó có những cái văn nghệ gọi là văn nghệ. Gọi là văn nghệ gì biết không? Văn nghệ đứt ruột á, có những cái đó. Đoạn trường tân thanh đó, đoạn trường là đứt cái khúc ruột của mình luôn á. Vậy mà vẫn thích nghe ông truyền kiều á. Có không đại chúng? Ờ, có đó. Và quý vị đang có biết những cái rất là buồn nhưng mà đâu dám buồn đâu, đúng không? Đúng không? Đó, biết nha. Rồi có những người á, đứng trước cái gì thì yếu lòng. Đứng trước cái uy quyền của ai đó. Đứng trước cái sức mạnh, cái uy quyền của ai đó. Tự nhiên mình thấy người đó có cái danh, có cái địa vị, cái đó mình thấy mình sợ, đúng không? Yếu lòng trước người đó mình thấy mình sợ. Có những người thì không sợ về cái uy quyền đó, mà sợ về cái gì? Có những người á, sao cũng được, nhưng đừng có nói xấu tôi nha. Đừng có nói xấu tôi. Nói xấu tôi là tôi chịu không nổi. Nói xấu tôi là tôi phải quýnh lại. Nói xấu tôi là tôi phải nói xấu lại á. Chúng thấy đúng không? À, có những người làm gì làm, đừng có nói xấu tôi. Mà thầy nói thưa quý vị nè, cái chuyện trong đời này không ai mà không bị nói xấu đâu. Cứ học gương Đức Phật cho đỡ khổ. Đức Phật của mình đó, vậy mà cũng bị người ta nói xấu thôi, bị người ta vu oan thôi, nghe không? Thầy đây nè, cũng bị người ta nói xấu thôi, bị người ta vu oan thôi. Thầy tu đây mà chỉ gần được 20 năm rồi. Vậy mà vừa rồi có cái ông kia, ông đi nói xấu với Phật tử, biết nói một câu gì không? Thầy á, ông thầy này là chúng biết không? Ông trụ trì mấy chục năm rồi đó, ông quyên góp xây chùa gần 20 năm rồi đó. Trời ơi, thầy nói trước 20 năm thầy chưa đi tu nữa, giờ thầy cũng chưa trụ trì chùa nào nữa.
mà không biết sao nói ra vậy đó, nói xấu hại tính thầy cho người ta đừng nghe pháp thầy, không có gì chứ. Lâu lâu thầy giảng pháp mới vô mấy cái comment á, thầy chú biết comment nó gì không? Thầy này là ngoại đạo đi tu đó, giảng cho Phật tử mình, đừng có tin Phật đó, đừng có nghe ổng. Anh nghe thầy mắc cười, anh không hiểu không? Có nghĩa là ông thấy thầy giảng có người ta nghe, nghe rồi bây giờ ông phải tìm cách nào đó, đừng người ta đừng nghe nữa, phải nói xấu thầy. Mà thầy xin thưa Phật tử, quý thầy mà nổi tiếng thường bị vậy đó. Thầy chưa có nổi tiếng gì hết mà đã bắt đầu bị vậy đó. Người ta bị ném đá vì nói xấu rồi. Các thầy nổi tiếng của Việt Nam mình mà đi giảng hay là chúng để ý coi, thế nào là chúng cũng nghe vài vụ, vài vụ nói xấu đúng không? Cái điều mà mình thấy trước mắt đây nè, còn sai nữa chứ đừng nói mà nghe, nhớ. Thấy trước mắt còn sai nữa đừng nói nghe. Nghe mình mà gọi là mình yếu lòng, cái mình chạy theo mình nghe cái đó, cái chừng tạo ác nghiệp, vô tình mình thấy cộng nghiệp, trong khi chuyện nó không phải vậy, nhớ không? Cho nên thầy cũng biết mấy cái người mà lâu lâu tự nhiên giảng xong người ta vô comment, người ta bình luận, người ta nói là đừng có nghe thầy này, thầy này ông giảng tà đạo mà. Ví dụ vậy không? Cái đó mình nghe biết rồi. Nhớ cái câu gì? Đời là thế đó đó, giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường đó. Thấy không? Mình tốt thì sẽ có người không tốt ghét mình, mình thiện có người ác ghét mình. Cho nên quý vị phải nhớ điều này, mình có tốt cỡ nào đi nữa thì cũng có những cái người không tốt ghét mình. Quý vị đi chùa quý vị có chọc ai đâu, quý vị làm từ thiện có chọc ai đâu, quý vị tu tập quý vị có ghét ai đâu, nhưng mà quý vị vẫn bị người ta ghét có đúng không? Đồ đạo đức giả bị đặt đi chùa, phải không? Chùa bận đồ lam, chùa đặt cúng chùa, đi từ thiện đạo đức giả che giấu tội lỗi. Ví dụ vậy có không? Có không? Xin chúc mừng nha. Nghe chưa? Phân tích ra mình thấy cái đời nó vậy đó. Thấy hồi nãy thầy nói rồi, mình có cái gì? Lập trường của mình, mình có cái con đường của mình đi rồi, mình thấy điều đó đúng hay lập trường của mình, ai nói là chuyện của người ta, điều mình làm là việc của mình, tại sao mình lại nghe người ta? Vậy thì cũng giống như mình dựa dẫm người ta, người ta nói tốt mình tốt, người ta nói xấu mình xấu, người ta buồn mình buồn, người ta vui mình vui. Người con Phật là không có chạy theo người ta, phải hiểu không? Rồi mình thường yếu lòng vì gì nữa? Yếu lòng vì cái này nè, trước một cái thử thách nào đó trong cuộc đời. Thử thách đây là cái gì đây chúng? Tức là có một cái khó khăn, có một cái nghiệt ngã, có một cái ăn trái, và có một cái vất vả nào đó. Và thường mình yếu lòng, mình bỏ cuộc, thấy không? Ví dụ như là nói là con ráng tu nha, ra tu, dạ con muốn xuất gia. Với thầy nói con xuất gia, con ráng học thuộc chú Lăng Nghiêm nha. Dạ thưa thầy, chú Lăng Nghiêm dài quá, thôi con không đi tu nữa, con ra lại. Mới đòi đi tu, tu giác ngộ thành Phật cứu độ chúng sanh, kêu học thuộc chú Lăng Nghiêm học nổi, rồi bỏ. Có nhiều người nói con, thưa thầy con muốn đi tu, con muốn xuất gia, con muốn tu tập để làm đẹp cho cuộc đời này, để cuộc đời này, để là bao nhiêu người được lợi ích từ con. Thầy nói con vô chùa nhà vệ sinh hút rác đi con, tháng đi. Trời, ở ngoài con giàu có lắm thầy, con làm chủ một doanh nghiệp, thầy con đi tu, thầy bắt con hút rác với chùi vệ sinh thầy, con không tu nữa. Thầy thử cái tâm vậy đó. Có nhiều người mình nghĩ sao ạ? Mình phải làm cái gì cao đẹp á mới có phước, mới là cao cả, cao thượng, không phải đâu. Hồi nhỏ thầy đi tu á, thầy thường làm ba việc. Thầy chúng biết việc gì không? Thứ nhất là hút rác, thứ hai là chùa nhà vệ sinh, thứ ba là làm củi. Chùa thầy ở cả trăm người á, làm vỏ dừa, đi xin vỏ dừa. Thầy ở miền Tây á, khoảng thời gian thầy tu ở miền Tây. Ở miền Tây không có chùm củi, cũng có mà ở đó người ta hay cho vỏ dừa để chúng người ta gọt dừa người ta bán, rồi có cái vỏ ngoài chợ. Hằng ngày đi học, buổi sáng đi học, buổi chiều lấy xe ba gác ra, đi mấy cái tiệm người ta cho mình đó, mình ta để sẵn cái mình bỏ về, bỏ cái trở về ba gác trở về chùa. Cái phơi ở cái sân á, cái khô, cái mình gom lại mình bỏ vào kho để nấu. Cái việc hàng ngày của thầy vậy. Rồi ra phụ quét chùi vệ sinh. Và gì? Rác, hút rác. Nói thật quý vị nhé, bây giờ ngày hôm nay thầy ngồi thầy giảng được á, thầy nhờ những giây phút quét rác chùa nhà vệ sinh thầy mới giảng được. Nên quý vị đừng có nghĩ vào chùa á là mình phải lên bàn thờ, phải quét dọn, phải hương đăng, phải đốt nhang cúng Phật, rồi cắm hoa cúng Phật mới là cao đẹp. Còn hút rác chùa vệ sinh không cao đẹp cũng có đâu. Bất cứ cái việc nào ở trong chùa, quý vị làm với cái tâm thành kính,
nhé. Cái tâm tha thiết, cái tâm hết lòng, và với cái tâm là không có cầu mong gì đó, thì ngay đó cái phước nó rất lớn. Cho nên thầy hãy nói vui vui, cái nhà vệ sinh là gì? Là cái kho phước của quý vị đó nha. Hút rác là cái kho phước của quý vị đó. Xuống nhà bếp nấu ăn là cái kho phước của quý vị đó. Chứ đừng có nghĩ là ở đâu nha. Làm chánh điện cũng là kho phước. Bất cứ đâu mình làm với tâm thành kính, hết lòng, và đừng có mong cầu, là kho phước của mình. Cho nên có nhiều người đứng trước cái thử thách nào đó, buông xuôi chịu nổi, làm yếu đuối bỏ qua đó. Và có một cái mà mình dễ yếu đuối nữa nè. Và cái này cũng chính là cái mà chúng ta thất bại. Để chúng biết cái gì không? Đó là cái người có phước. Có phước nhất là cái phước về giàu quá, đẹp quá, có cái danh vọng gì đó. Cái này nó cũng dễ làm cho mình yếu đuối. Chúng hiểu vì sao không? Ở đây có ai quá giàu không? Ai quá giàu đúng không? Không ai quá giàu. Mấy người quá giàu ít đi chùa, phải ít tu. Thầy không nói tất cả, nhưng thầy nói sao? Đa phần, đúng không? Có đồng ý với thầy không? Những người quá giàu khó tu đó, đa số là như vậy. Tại sao? Vì mình yếu lòng. Tại sao yếu lòng? Khi mà mình giàu quá, mình đủ điều kiện để mình hưởng thụ, phải không? Mà cái hưởng thụ là cái gì? Là cái bản năng trong con người mình. Ai cũng có cái tâm hưởng thụ hết á. Cho nên khi mình quá giàu rồi, mình đủ những cái điều kiện để mình hưởng thụ. Và chính khi mình đủ cái điều kiện để mình hưởng thụ á, mình khó tu, đúng không? Cho nên đó là đời ta vậy. Không quá giàu tốt rồi đó. Không quá nghèo tốt. Chúc mừng quý vị, không quá giàu cũng không quá nghèo. Mà lỡ quý vị có nghèo chút cũng được. Nghèo gì? Nghèo vật chất thôi, chứ đừng có nghèo tâm hồn. Cái người nghèo tâm hồn là người gì? Không có niềm tin Phật Pháp, không có tàm quý, không? Không có tu tập, không có phước đức. Cái đó mới là cái nghèo đáng sợ. Chứ còn nghèo vật chất chưa đáng sợ đâu. Cho nên thầy nói có một cái thử thách, và có một cái mà người ta dễ yếu lòng, yếu đuối và dễ thua nó. Đó là cái gì? Đó là cái quá giàu của mình. Quá giàu, quá đẹp, mà gọi là cái phước quá. Đây là một cái bản lãnh, thử thách cái bản lãnh người tu. Khi mà mình có một cái phước lớn quá, thường thường cái tâm mình sẽ trôi theo cái phước đó, và mình khó làm chủ được mình. Chúng thấy chưa? Đó là một cái. Và đây tôi thầy nói thêm cái nữa, chứ thật ra thì mình rất là nhiều cái mình yếu lòng. Và đây cái yếu lòng nữa nè, là mình thường thường nghe ai nói lọt lỗ tai, cái mùi cái lỗ tai đó. Đúng không? Có những người đi ra ngoài không, mình thấy có một người nào ăn xin mà khổ, cái mình sao ạ? Mình sao? Mình phải giúp mà, không được mình buồn, đúng không? Mình bị người đó lừa. Và thầy đọc có cái tin cái anh đó, anh làm cái chân ảnh sao mà loét ra đó. Loét ra là đi lừa người ta. Mà thật ra thì nó không có bị loét. Lợi dụng cái lòng thương của từ bi của người ta. Có người đó thì chúng biết là tuy bị tật thì tàn tật thì, nhưng mà người ta bán từng tờ vé số để người ta sống. Cho tiền không lấy đâu nha. Dạ không, con bán vé số, chú mua dùng con thì chú mua, chứ con phải đi ăn xin. Chú nói nè, cho như ăn xin là không có lấy đâu. Dù như chú giúp cho con ly nước, chú mời con ly nước thì uống nha. Lấy tiền để mua nước uống thì được. Nhưng mà chú cho như một người ăn xin là không lấy đâu. Người ta có cái tự trọng của người ta, thấy không? Có cái ông đó thì con 94 tuổi, nuôi vợ với nuôi con, vợ bệnh con bệnh 94 tuổi, hàng ngày đi bán từ đồng bánh tét hết rồi chú, bán từ đồng bánh tét để nuôi vợ nuôi con. Có nhiều người khỏe mạnh đó thì đi ăn xin. Nhưng mình thấy không, có những con người là đứng trước cái khó khăn, người ta không có gục ngã. Và mình dễ bị gục ngã ở cái chỗ là nói cái lì mùi tai á. À nè, hút điếu thuốc đi không sao đâu, hút điếu đâu có sao đâu, hút điếu xong nghe mùi tai hút điếu đâu có sao. Rồi điếu không sao thì hai điếu đi đâu có sao, ba điếu đi đâu có sao. Rồi khi mà có sao rồi sao? Thì bắt đầu lao đao luôn. Có sao bắt đầu lao đao rồi hết. Hết quay được. Khi mà ban đầu thì nó chưa thành thói quen. Khi nó thành thói quen rồi thì nó chi phối lại cuộc đời của mình. Muốn bỏ bỏ được không? Không. Có cái anh đó là chúng không? Có cái chiếc máy bay đó gặp nạn. Và 10 người đu trên cái sợi dây á.
đu trên cái sợi dây gặp nạn đó. Thì cái sợi dây này chỉ được có 10 người thôi, mà trên sợi dây lúc này là 11 người rồi. Và 10 người con trai, có người con gái. Chúng biết là sao? Bây giờ phải có người nhảy xuống hy sinh để cứu 10 người. Vì còn 10 người thôi mà nếu 11 người nó đứt thì chết hết 11 người luôn. Phải có người hy sinh. 10 người nam người nữ, theo đại chúng biết đó thì ai hy sinh? Theo mình ai hy sinh? Từ ở trên xuống, cứ người bám trên xuống trai xuống 11 người. Phải có người phải hy sinh mạng sống để cứu 10 người kia. Còn nếu mà ai cũng tham hết đó thì đứt sợi dây là chết hết 11 người luôn. Theo đại chúng ai là người nhảy xuống, người trên cùng hay người dưới cùng, hay là một anh nào hay cô gái? Theo mình là ai? Cô gái hả? Ý nói có tâm hy sinh đó hả? Xin cho chồng con cái gì? Ý người nói, mình nói người phụ nữ Việt Nam đảm đang phải không? Có tâm hy sinh phải không? Đúng đại chúng. Cô gái còn nói là em sinh ra cuộc đời này là một người phụ nữ phải có tâm hy sinh. Em sẵn sàng chết để em cứu 10 người còn lại. Cho nên em chúc các anh ở lại có nhiều sức khỏe, sống cho một cuộc đời đáng sống. Khi mà cổ vừa nói câu đó xong, cổ chưa kịp nhảy xuống, là chúng biết anh kia nói, ôi trời ơi, em là một người tác thượng, ai cũng vỗ tay tán thưởng cô hết. Nghe cô nói mùi tay quá, vỗ tay tán thưởng, rất là 10 anh luôn. Vỗ tay tán thưởng. À, nhiều khi cái nghe cái lời mùi tay cái mình quên, phải không? Có một lần đó, có người bạn á, hỏi là, theo bạn á, bạn có một cái kỷ niệm, bạn đã thấy một cái khuôn mặt của một người nào, cái cảm xúc của một người nào đó mà kỷ niệm nhất trong đời bạn là kỷ niệm nào bạn nhớ không? Mình có một cái kỷ niệm hồi thời còn cấp 3 đi học đó. Cái hôm đó là thầy giáo là vào lớp học, thầy bỏ ra 10 phút thầy viết đầy một cái bảng luôn, rồi bắt đầu thầy mới giảng, thầy kêu từng người lên trả bài mới giảng. Thì không biết bạn mình bữa đó làm sao á, nó đi học không biết sao nó ngủ gục, nó ngủ 10 phút luôn. Nó ngủ nó không biết thầy giáo giảng cái xong, cái mình khều nó dậy mình nói, bạn ơi bạn, bạn dễ thương nhất lớp á, bạn lên bạn chùi cái bảng đi, thầy viết xong thì bạn lên chùi cái bảng đi, thầy dạy xong rồi. Ý cái người này là lừa cái người này, mà nói ngon ngọt lắm, anh này mới ngủ dậy mà. Anh nói hy sinh lên chùi cái bảng. Mà chú biết anh vừa đi lên thì ông thầy ông khen là em giỏi, có cái tinh thần xung phong, tốt. Rồi chú biết anh lên anh trong ba nốt nhạc anh chùi hết, xong cái bảng luôn. Là chúng biết lúc này thấy cái cảnh đó không, quay qua ông thầy ông, cái mặt ổng với lại cái mặt người học trò này đó đâu, người ta hỏi kỷ niệm nào mà bạn nhớ nhất đó. Dạ, cái kỷ niệm cái lúc đó, cái khuôn mặt của cái người thầy đó với cái khuôn mặt của người bạn mình là mình nhớ nhất đến giờ luôn á. Giận cho nghe cái lời mùi ta, anh đang ngủ mà anh đâu có nghe đâu. Hay là chúng thấy không, nhiều khi mình nghe cái gì đó mùi ta, cái mình dễ bị yếu lòng. Mà thôi thì bây giờ mình để hết cái yếu lòng á, để mình vững chãi á, bây giờ thầy gợi ý quý vị vài cái. Thứ nhất thì mình phải nhận ra mình yếu cái điểm nào, nhớ chưa? Để mình muốn hết cái yếu á, thì thật ra có những người mạnh mẽ cái này nhưng yếu cái khác, có những người yếu cái đó nhưng mạnh cái khác. Vậy thì để mà mình vượt qua cái yếu lòng thì mình phải xét coi mình yếu cái gì, hiểu không? Mình yếu ở cái điểm nào, trước nhất là mình phải gọi tên mình yếu ở điểm nào. Sau khi mình biết mình yếu ở cái điểm nào rồi đó, mình ứng dụng lời Phật dạy nè. Tùy mỗi cái mà mình chữa cái bệnh khác nhau. Ví dụ mình yếu một cái là mình rất là ích kỷ, thì mình dùng cái phương pháp bố thí, hiểu không? Mình biết có một cái là mình yếu cái chỗ là ai đụng lên cái là mình giận, là mình tập cái phương pháp nhẫn nhục và từ bi. Ví dụ mình biết có cái yếu là gì ạ? Là mình đụng chuyện cái là mình bộc phát, mình nông nổi, là mình bợp chợp, là mình phản ứng liền. Thì mình tập cái tánh kham nhẫn, tập tánh kham nhẫn. Đó, vậy thì sau khi đầu tiên mình phải nhận diện mình yếu cái gì đó. Sau khi nhận diện yếu rồi, mình mới ứng dụng lời Phật dạy, tùy vào cái đó để mình chữa cái bệnh yếu đó của mình, đúng không? Yếu lòng, yếu ở cái chỗ nào đó. Và có một cái để giúp cho mình vượt qua cái yếu lòng đó là mình phải nhớ tinh tấn tu tập. Tinh tấn, đừng có phóng dật. Tại vì nếu mình thiếu tỉnh thức, thiếu chánh niệm và mình sống phóng dật á, thì mình dễ sa ngã theo cái cảm xúc, theo cái thói quen, theo cái bản năng, và nó dễ làm cho mình yếu lòng lắm. Và có một điều chúng ta nên nhớ, đó là ta nương tựa nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng và nơi những cái bậc thiện tri thức. Tại sao vậy? Phật Pháp Tăng á, là Tam Bảo, là cái điểm tựa bình an cho cuộc đời. Nếu mình nương tựa được nơi Phật Pháp Tăng và mình ứng dụng lời Phật dạy á, thì tin rằng cuộc đời quý vị sẽ bớt những phút giây yếu lòng.
Và nhớ phải học hỏi nha, phải học hỏi, phải giáo dục. Tại vì khi mình học hỏi á, mình được giáo dục, mình được dạy dỗ á, thì mình mới nhận ra được cái điểm nào đúng, cái điểm nào sai. Có những cái điều đó không đáng lo, không đáng sợ, nhưng mình thấy mình sợ, mình lo quá. Nhưng khi mình được học rồi thì mình thấy cái điều đó không có gì phải đáng lo hết á, thì tự nhiên mình bớt sợ hãi, lo lắng và bớt yếu đuối trong cái việc đó đi. Cho nên làm gì làm, quý vị phải học hỏi, phải tu tập. Và nhất là ngày hôm nay chúng ta được trở về chùa Thiên Minh để tu tập một ngày Bát Quan Trai, và chúng ta được nghe pháp, thì thầy hy vọng rằng qua cái bài pháp này mà chúng ta sẽ có một cái nhìn lại về cuộc đời của mình, về tâm mình, để coi mình yếu ở cái điểm nào, yếu ở cái điểm nào, ứng dụng lời Phật dạy để vào cái điểm đó, để đừng có yếu lòng nữa. Tại vì yếu lòng thì mình dễ sa ngã và tạo các ác nghiệp ha.